Ôi, chào mừng tất cả các bạn trở lại với kênh Sắc Vàng. Trong video này thì giới thiệu với các bạn ba cái phôi mai núi mới về ha. Phôi này có cái cục u co co này, dễ thương các bạn. Đây là một cái phôi mai nằm trên đá nha, tức là cái bộ đế này nó gối ở trên đá hết các bạn. Đó, cắt một cái là nó sập hết luôn. Nó có một cái phần rễ trước này, nó bò ra phía trước này cũng nhìn rất là hay nè. Hai thân thì một thân là nó bị lỗ ha, bọng xuống mình cũng không biết là nó bọng xuống xa không các bạn, còn một cái đầu thì nó không có bị gì hết ha. Rễ thì nó cũng rất là nhiều đầu rễ luôn, rất là nhiều đầu rễ nha, rễ quéo quéo ha. Nói chung là đây là một cái phôi mai nằm đá nha các bạn nha, phôi mai nằm đá rất là nhiều rễ luôn, rất là nhiều rễ nha. Thì cái phôi này thì đo cái hoành của nó là 46 các bạn, 46 chiều dài từ cái đầu rễ này đến đầu rễ kia là 75, chiều cao thì từ mặt cắt xuống đến đến mặt đất của nó luôn là cũng 75 ha. Đó thì phôi này giao lưu các bạn với giá là 800.000 bao gồm phí vận chuyển ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ. Số điện thoại của em là 0867098446 ha. Rất là hân hạnh được phục vụ anh em yêu cây phôi nha. Rồi tiếp theo là một cái cây kiềng ba chân nha các bạn nha. Cây này thì nó ép đá ha. Cây này nằm ép đá. Nó có ba chân. Ba chân ha. Như một cái đuôi. Ba chân như một cái đuôi nha. Dáng cong ha. Chỗ này thì nó bị lỗ một tí ở đây ha. Lỗ một tí ở cái ức. Ở trên này thì nó có một cái lỗ bọng ha. Bọng nhỏ thép nha, lỗ thép. Hoành của nó là 57 ha. Hoành là 57. Hoành ngang cổ thân ở trên này là cổ đế là 57 ha. Cây cạnh khến rất là hay các bạn. Về anh chị em mình để chậu, kê cục đá lên để chậu vô ha, để vô chậu ha. Các rễ ngắn lại chút xíu rất là ngon luôn. Cây nhìn rất là hay các bạn. Chiều cao từ mặt cắt lên đến mặt đất á, xuống mặt đất là 90 ha. Còn chiều dài của nó thì tầm khoảng 1,2 m. Chiều dài của nó thì tầm khoảng 1,2 m ha. Phôi này thì giao lưu các bạn với giá là 1.500.000 bao gồm phí vận chuyển ha. Cây nó cũng khá là nhiều đầu rễ các bạn ơi. Mai rừng, mai rừng núi, núi đá ha. Rồi tiếp theo là một cái anh chân dài nè. Một anh chân dài nha các bạn nha. Chân dài. Bầu thì yếu nha. Bầu yếu ha bà ha. Không phải bầu lớn. Chiều cao của nó là 1,2 m ha. Thân lắc lượng quắn quéo ha. Hoành ngang cái u đó là nó u u đó bạn, đó là nó 39 ha. Mặt trên này thì ngon lành. Chiều cao là 1,2 m ha, thân lắc lượng ha. Phôi này thì cũng giao lưu các bạn với giá là 1.500.000 bao gồm phí vận chuyển luôn à. Mai rừng ha bà ha. Mai rừng núi đá, chỗ này thì nó bị lỗ một tí, ở phía bên này cũng lỗ một tí xíu ha. Nhưng mà đối với dòng mai rừng thì những cái phần lỗ này nó lại rất là đẹp các bạn. Rất là phong trần và nó mang cái chất của mai núi ha. Anh chị em nào yêu thì liên hệ nha. Rồi chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Chúc các bạn luôn vui vẻ, sức khỏe và thành công trong cuộc sống. Chào và hẹn gặp lại các bạn.